Thời gian vừa qua, dù là khoảng mặn mòi của VTV hay độ viral của phát biểu thương em, từ Sơn Tùng MTP, thì mọi người đều đã không còn xa lạ gì. Mà khi cả hai yếu tố này kết hợp lại với nhau, khả năng bùng nổ còn dữ dội hơn nữa. Mới đây, trong khi dân tình vẫn đang văng vẳng từng câu trong trang bất đắc dĩ của Sơn Tùng, thì đoạn cải biên của nó đã lên sóng VTV, khiến ai nấy được phen cười lăn lóc. Cụ thể, trong chương trình chuyển động 24h phát sóng trên VTV1 trưa nay, ngày 29 tháng 1 năm 2021, một đoạn chế cháo trên Thương Em có nội dung phòng chống dịch COVID-19 đã được đăng tải. Nguyên văn màn đu trang trên VTV. Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết nhé. Chúng ta của hiện tại, em dành cả thanh xuân để cách ly, COVID dành cả thanh xuân để biến thể, chúng ta dành cả thanh xuân để xua đuổi chúng mà không hề suy nghĩ dương tính hay không là duyên phận, nhưng chiến đấu là bắt buộc. Chẳng ai biết tương lai sau này, dù Tết này có cách ly 14 hay 21 ngày, thì cũng đừng quên rằng năm mới chúng ta sẽ chiến thắng Covid. Âm phai Được biết đoạn clip có nguồn từ Helix Animation còn lợi lòng tiến đến từ vừa muối VTV24. Ngay sau khi lên sóng, màn đu trang này đã được dân mạng chia sẻ dầm rộ và không quên để lại hàng loạt bình luận. Tết này có vui vẻ hay không là do duyên phận. Cà khịa mang tính chất chống dịch. Mà phải nói thêm nếu ở nhà chống dịch thì phải uống trà xanh nữa chứ. Hao to vừa tuyên truyền chống dịch vừa cà khịa. Một pha cà khịa cực đỉnh đến từ vị trí của VTV. Muốn bắt kịp trang thì không ai qua nổi đài truyền hình Việt Nam. Ảnh, top comment. Hiện tại dân tình vẫn đang bàn tán xôn xao phía dưới những bài đăng về màn đu trang, thương em, cực đỉnh này ảnh vtv